Foranger thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa năm ngoái với tổng cộng 6 phiên bản. Cách đây không lâu, dòng xe bán tải này cũng đã được bổ sung phiên bản hiệu suất cao Foranger Raptor 2023. Không dừng ở đó, trong tương lai gần, dòng xe Foranger 2023 ở Việt Nam sẽ đón nhận thêm phiên bản mới mang tên Sport. Hiện nhân viên bán hàng tại đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho phiên bản này. Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, Forranger Sport 2023 sẽ thay thế bản XLT2 cầu đang bán tại Việt Nam. Thời giao giao xe dự kiến sẽ là từ cuối tháng 4 tới đây. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cũng cho biết, Forranger Sport 2023 tại Việt Nam sẽ thuộc bản trang bị 2 cầu AT. Như vậy, xe sẽ được trang bị động cơ DSN 4 xi lanh, tăng áp đơn, dung tích 2 lít, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại 405 Nm động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Hiện thông tin về trang bị của Forerunner Sport 2023 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này sở hữu đèn pha LED, giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C đặc trưng, đèn sương mù trước dạng LED, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động, gương chiếu hậu gập điện và vành hợp kim 18 in phay sức hai màu. Ngoài ra, xe còn có bệ bước chân bên sườn và hai bên thùng hàng bên trong xe xuất hiện những trang bị như ghế bọc da tổng hợp, ghế trước dập logo Sport làm dấu hiệu nhận biết, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hai ổ điện 12V, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tích hợp cổng USB, hệ thống điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Ngoài ra, Forranger Sport 2023 tại Thái Lan còn có màn hình cảm ứng trung tâm 10 in nằm dọc, tích hợp hệ thống thông tin giải trí sinh 4A và hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, kết nối Bluetooth cũng như tính năng điều khiển bằng giọng nói. Thêm vào đó là hai cổng USB và hệ thống âm thanh 6 loa. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ngăn lật xe và hệ thống kiểm soát hành trình hiện giá xe Ford Sport 2023 tại Việt Nam chưa được hé lộ. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, Ford Sport 2023 bản 2 cầu có giá khoảng 717 triệu. Xe có 6 màu sơn là đen, bạc, trắng, xanh dương, xám và cam.